khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Giải mã cuộc đổ bộ của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu tại triển lãm CES. Xe điện thông minh đang dần chiếm sân khấu tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES Mỹ, nơi từng được coi là sân chơi riêng của những thiết bị trong lĩnh vực giải trí gia dụng. CES 2022 với sự xuất hiện của những ông lớn trong ngành ô tô, đặc biệt là cái tên đang gây sốt đến từ đất nước hình chữ S Việt Nam, VinFast, hứa hẹn sẽ trở thành triển lãm đáng xem bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ thiên đường điện tử tiêu dùng đến nơi phải đến của ngành ô tô. Có lẽ không có nhiều người biết, CES Las Vegas, Nevada, Mỹ là triển lãm điện tử tiêu dùng có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, từng chỉ có 14 gian hàng trong lần đầu tổ chức cách đây 54 năm vào năm 1967 với một cái tên quen thuộc như LG, Motorola, Philips. Trong hàng thập kỷ sau đó, nói về CES, người Mỹ và cả thế giới sẽ nhớ ngay đến nơi ra mắt của những thiết bị mới nhất và gây kinh ngạc nhất trong lĩnh vực giải trí gia đình, với chiếc TV 1,5 inch của Panasonic nặng tới chưa đầy 1 kg vào năm 1969, hay là chiếc máy quay video cá nhân tại CES năm 1981, hoặc là thiết bị chơi game Nintendo ở CES năm 1985. Tuy nhiên thì sau giai đoạn năm 2010, CES có một bước ngoặt lớn khi mà những ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô quyết định mang tới đây những chiếc xe 4 bánh họ mang đến giới thiệu tại CES thay vì chỉ xuất hiện tại những triển lãm ô tô truyền thống. Lý do quan trọng vì chỉ tại đây các hãng mới có đủ đất diễn về hàm lượng công nghệ và chất xám ngày càng đậm đặc trên chiếc xe, đặc biệt là xe điện thông minh, chứ nó không chỉ đơn thuần là sự phát triển về mặt cơ khí nữa. Một trong số những cột mốc đáng nhớ như là vào năm 2015 khi mà Mercedes-Benz trình làng bản concept F105, chiếc xe tự hành đầu tiên xuất hiện tại CES. Tiếp đó năm 2016, chứng kiến cuộc đổ bộ của nhiều đại gia như GM với Chevrolet Bolt hay là Volkswagen với bản concept xe chạy điện Volkswagen Bel-E. Trong liên tiếp những năm sau đó, CES dần dần mặc định trở thành một nơi phải đến của các hãng xe ô tô, không chỉ là những tên tuổi đã thành danh mà còn cả những startup mới nổi như là Faraday với chiếc crossover nổi tiếng Faraday Future FF91. Nhận xét về triển lãm CES, chuyên trang công nghệ Engadget đã nói rằng chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng CES là một triển lãm ô tô. Bên cạnh đó thì nhiều tờ báo về ô tô thậm chí đã công nhận CES là triển lãm ô tô thứ 5, song hành cùng với những cái tên triển lãm ô tô lớn nhất nước Mỹ như là Detroit, Chicago, New York và Los Angeles. Chờ cơn bão VinFast đổ bộ CES 2022. Nói về sự thay đổi của triển lãm CES, Gary Shapiro, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng Mỹ CTA, cho rằng ô tô và công nghệ từng là hai lĩnh vực độc lập với nhau, nhưng ở hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi. Vị chủ tịch này nói, người dùng muốn công nghệ trong nhà và cả trong ô tô của mình, từ hệ thống định vị, camera cho tới thiết bị an toàn. Điều đơn giản dễ hiểu ở đây là người dùng không muốn tận hưởng bất cứ lĩnh vực nào riêng lẻ mà thay vào đó là sự kết nối, liền mạch. Cả xe nếu như muốn tồn tại thì phải biến chiếc ô tô thành những sản phẩm công nghệ để vượt qua được định nghĩa thông thường với những chiếc xe 4 bánh chỉ biết di chuyển. Và CES bởi thế đã trở thành sân khấu vô cùng phù hợp để cho các hãng ô tô phô diễn những công nghệ mới nhất của mình. Đặc biệt là triển lãm CES nổi tiếng là nơi khởi nguồn của những công nghệ trong tương lai, những ý tưởng sáng tạo. Bởi thế, như phân tích của vị đại diện CTA, các hãng xe muốn đến CES để tìm kiếm vũ khí cạnh tranh bằng việc kết hợp với những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Còn ở góc độ kinh doanh thì rõ ràng khi lấn sân sang lĩnh vực công nghệ, chính các hãng xe cũng có thể với tay tới tệp khách hàng rộng lớn, đó là những tín đồ trong lĩnh vực công nghệ. Nên nhớ một điều rằng CES là một trong những triển lãm lớn bậc nhất trên thế giới với trung bình 180 đến 200 nghìn lượt khách mỗi năm, cùng với khoảng 7.500 đơn vị báo chí và truyền thông. Vì những lẽ này nên CES sẽ là nơi không thể tuyệt vời hơn để cho các hãng xe ra mắt những sản phẩm bom tấn. Và với CES năm 2022, giới yêu công nghệ đang chờ đợi màn trình diễn của những ông lớn như BMW với những dự đoán về một chiếc xe có thể đổi màu chỉ bằng một nút bấm, hay là Mercedes-Benz với concept Vision EQX SEV có tầm hoạt động dự kiến lên tới cả ngàn cây số. Điều đặc biệt hơn là CES 2022 sẽ là lần đầu có sự góp mặt của cái tên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia quốc tế. Không ai khác, đó chính là VinFast. Đây là cái tên đã khiến cho giới truyền thông thế giới dậy sóng với bộ đôi SUV điện lần đầu ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021. Còn tại CES 2022, VinFast
sẽ trang bị thêm vũ khí của mình là 3 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc các phân khúc A, B, C chưa từng xuất hiện trước đây. Điều đó có nghĩa là những thông số chi tiết chưa hề được hé lộ, thế nhưng giới chuyên gia trên thế giới lại dự báo những mẫu xe sắp lộ diện của VinFast sẽ tiếp tục gây ra ấn tượng mạnh với việc chắp bút của hai hãng thiết kế danh tiếng trên thế giới là Pininfarina và Torino Design. Công nghệ trên 5 mẫu xe điện VinFast mang đến Las Vegas là điều được quan tâm hàng đầu. Dù chưa đầy đủ, thế nhưng những tiết lộ ban đầu đang gây hứng thú lớn với hàng loạt các tính năng như là hỗ trợ lái nâng cao ADAS, giúp hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Ngoài ra thì đó còn là những tiện ích thông minh khác như là điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối với các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Ngay sau Los Angeles Auto Show, có rất nhiều bài báo trên thế giới đã gọi đại diện đến từ Việt Nam là cơn bão hay là kẻ thách thức Tesla ngay trên sân nhà bởi vì thực lực mà VinFast đã thể hiện. Với hành trang mang đến Las Vegas thậm chí là còn hùng hậu hơn nữa thì VinFast đang khiến cho tất cả phải nín thở chờ đợi tới giờ chính thức lên sóng. Thông tin thêm tới quý vị khán giả, vào 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam, tại triển lãm CES, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Las Vegas, Mỹ, VinFast sẽ giới thiệu giải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh gồm 5 mẫu xe của mình, đồng thời chia sẻ thêm nhiều thông tin mới và các kế hoạch nhằm thực hiện hóa chiến lược tương lai của di chuyển. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. PV, Tiền Phong, Auto Pro, Độc Đáo TV, Tổng hợp Vanity. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.